chị xin chào các bạn. Màu đỏ. 10 chiếc con. 10 chiếc. 21 chiếc. 22 chiếc. Không đi nữa đâu, mệt quá. Đếm đi. Không đi nữa đâu. Gỡ ra từ qua coi này. Làm gì mà xếp quá. Xếp từng loại xe lại coi nè. Quá trời loại xe luôn các bạn ơi. Đó con người tương đen. Xong rồi ăn. Xe đua công thức 1 này. Mẹ, con ăn nữa mẹ. Xong rồi ăn. Đây. Rồi xếp lại đang hoa bác ơi. Xếp đây lại. Mẹ ơi, con đây nè. Con đây nè. Xếp lại, xếp xe gì ra xe đó coi. Rồi lên mì ăn đi. Nhiều chuyện quá. Ăn mì đi, đây đây ba. Ba xếp lại coi. Xe đây. Mì đâu? Đây ha. Có chữ xe đua. Xe đua này, công thức 1. Ba ơi. Xe gì đây? Xe hơi. Trời ơi. Ba xe gì đây ba? Biết mua. Xe gì giống người xe đua thế? Ăn mì đi, ba xếp lại coi. Xin chào các bạn. À, đó. Hai chiếc nè. Ba chiếc nè. Bốn chiếc nè. Rồi, đến loại xe thứ hai. 5 chiếc nè. Xe này quá trời vậy. 6 chiếc nè. 7 chiếc nè. Con ăn đi. Con phải để như vậy nè. Để cho các bạn thấy nè. 8 chiếc. Xe này nhiều vậy. 9 chiếc. Trời ơi. 10 chiếc. Rồi chạy qua, chạy qua, chạy qua. Chạy qua xếp hàng. Rồi đi nó chạy qua. Đây xếp hàng chạy qua. Đầu vào cho ngay hàng. Xe xe đua rồi. Có một xe nữa. Ồ, xe này còn chiếc công thức 1.
Ba bà biết có một quá trời xe luôn, quá trời xe cả đống nhà luôn, cả đống chiếc. Nhiều xe. Nhiều xe cho tao đẹp mà. Wow, nhiều xe quá trời luôn nè. Ông khác ăn mì ngon gì? Mà tương đẹp chứ đâu. Đang mua siêu thị đó hả? Ba đi mấy chiếc rồi. Đi mấy chiếc rồi. Rồi đếm coi. 1, 2, 3. Đếm bên này qua này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 chiếc. Tổng cộng có 25 chiếc. Để cho nó nằm xếp xếp hàng lại đi. Đua ra cho đua đi. Rồi đây xe màu đỏ và màu xanh ra cho đua đi. Rồi nắm này. Sao đua hai chiếc. Xe chiến thắng rồi. Rồi chạy qua bên này xếp hàng lại. Xếp hàng. Từ chạy từng chiếc một. Màu ra là màu đó. Xe mui trần rồi rất chết mui vàng mui vàng mui vàng mui vàng mui vàng mui vàng mui tí nữa hai mươi tiếng có xếp hai mươi tiếng có xếp một mươi tí mà có xếp hai rồi xếp hai mươi sáu bảy thôi ăn mì đi. Quá trời xe luôn. Nó chạy qua đi nha, chạy từ từ thôi. Rồi da chắc mày lui. Rồi qua đây sắp lại. Yeah, lui. Sắp ra hai hai khu. Rồi, ok rồi, 8 chiếc rồi. Rồi, xem hai bên kia. Một chiếc. Từ từ chạy từng chiếc một thôi. Rồi sắp chạy rồi chứ qua đây cho ngay hàng.
Dạ ra. Ba đi phải chạy xa ra. Ba đi xe là chạy xa ra. Ba đi xe là chạy xa ra. Chạy xa ra, đừng có chạy gần quá. Xe một tím này. Ba chạy xa ra. Ba đừng có chạy gần. Chạy xa ra. Đó. Chạy gần đi. Cái này mới là xa này, cái này mới là gần nè. Rồi, tiếp. Chiếc này da lùi. Rồi, chạy chắc ba đột quá này luôn. Xếp lại coi. Không một chút xem bộ đỏ nữa, bởi vô đây. Bộ xem mất bẻ. Hết. Hết rồi. Không. Ồ, đẹp đi, đầu đẹp đi. Thôi một xíu nữa. Đây nữa là hết. Cái trà. Rồi, video hôm nay đến đây kết thúc nha các bạn. Chào các bạn nha. Bye bye các bạn này.